Cửa hàng âm thanh A Luân xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Chào mừng các bác và toàn thể quý anh chị em đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh YouTube âm thanh A Luân 2 của cửa hàng. Và kính thưa các bác thân mến, một clip tiếp theo trong buổi sáng hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019, em trân trọng là một clip để giới thiệu quảng bá test chất âm và bán một đôi loa hàng bãi xịn của Mỹ do Mỹ sản xuất với giá cực yêu thương để cho các bác có thể mua, sở hữu và sử dụng. Trước màn ảnh nhỏ các bác, đó là một đôi loa hàng bãi xịn được mang trên mình thương hiệu JBL, sử dụng 2 bát 40 và một tép kèn titan. Và như các bác đã biết, tổng số lượng em có 4 đôi thì đã có 3 đôi về các tỉnh thành và các bác đã là người sở hữu cũng như là sử dụng. Hiện tại còn một đôi duy nhất em rất là mong muốn bán để cho rộng nhà và sắp tới sẽ về những cái dòng sản phẩm loa bãi mới, ví dụ như những đôi loa B3 dòng khủng, những đôi loa JBL dòng khủng. Thì đôi loa này em xin phép chia sẻ về giá luôn để các bác sẽ cùng tìm hiểu. Em xin phép chào bán một đôi loa cuối cùng trong tổng số lô 4 đôi là 24 triệu đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và thưa toàn thể các bác thân mến, em đăng video này trên kênh âm thanh A Luân 2 và kênh này là em mới xây dựng để nhằm mục đích sợ kênh cũ lại bị mất như kênh trước kia em có. Vì vậy là các bác sẽ chia sẻ rộng rãi, hoặc các bác cảm thấy giá hợp lý, các bác cho em xin một like để mọi người có thể xem được clip của cửa hàng em các bác nhé. Và với đôi loa này thì cách đây khoảng 3 ngày có một bác khách hàng rất là khẩn thiết mong muốn em để cho với giá 24 triệu 500 nghìn đồng, nhưng em không đồng ý. Ngày hôm nay xin phép chào bán để ra đi nhanh với giá 24 triệu đồng. Các bác sẽ cùng nghe chất âm một chút, sau đó em sẽ giới thiệu kỹ hơn. Và đôi loa này em cũng đã lên kênh rất là nhiều rồi, hôm hàng về này, hôm test chất âm và hôm gửi đi cho toàn thể các bác. Và hiện tại đã có 3 bác sử dụng, thì các bác sẽ cùng cho ý kiến về chất lượng. Các bác mua trước cũng thông cảm, vì lý do đôi loa này nó rẻ hơn một chút, nó cũng có lỗi chứ không phải là không có lỗi các bác nhé. 3 đôi loa em gửi đi trước là đẹp. Còn đôi loa này thì các bác thân mến, ở đằng trước thì không vấn đề gì, còn đằng sau các bác nhé, đấy, do vận chuyển nó hơi chồn một chút, nhưng cái này thì không ảnh hưởng đến chất âm và cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp, cái mỹ quan của nó, đúng các bác? Đấy. Bây giờ em mời toàn thể các bác nghe chất âm một chút nhé. 24 triệu đồng cho một đôi loa hàng khủng, độc, lạ, đẹp của Mỹ, do Mỹ sản xuất, sử dụng 2 bát 40 và một tép kèn titan. Em sẽ mở luôn ạ. Dòng này thì rất là thích hợp cho các bác sử dụng ở phòng khách rộng này, nghe nhạc hay, hát hay, hoặc các bác có quán cà phê sân vườn, ở quán cà phê hát cho nhau nghe. Các bác thấy không ạ? Tiếng tép rất là lách tách. Tiếng bass sâu. Và khi các bác sở hữu sử dụng đôi loa này thì cả một gian phòng khách của các bác nó sẽ toát lên một cái mùi thơm nhẹ, mùi thơm của dòng sản phẩm đến từ Mỹ. Tiếng tép của dòng sản phẩm này rất là sáng, sắc nét. Dòng này sử dụng tép của 938. Thưa toàn thể các bác thân mến, giá 24 triệu đồng các bác sẽ liên hệ sớm cho cửa hàng, vì sẽ được ra đi rất nhanh nếu có giá tốt như thế này. Loa bass, loa check phân tần, em bao zin nguyên bản hoàn toàn. Vâng ạ, em xin nhắc lại.
dừng nhạc nhá. Các bác thân mến, loa bát, loa tép phân tần em giới thiệu lại, bao zin nguyên bản hoàn toàn tuyệt đối, bông tiêu âm ở bên trong nguyên thớ, không bị dập lát, không bị chuột cắn. Đấy, và em sẽ quay về đằng sau của nó một chút các bác nhá. Đây ạ, các bác sẽ cùng xem. Trước tiên là cái loa chép các nhá. Loa chép là phễu nhôm, dùng dòng chép 4 số 2418H-1. Và đây là mã số của phân tần. Đấy, mã số là 3622L-HF. Đấy. Và tiếp theo đó là mã số của loa bát. Em phải quay cái điện thoại một tí các bác nhá. Rồi, đây. Em đang cầm trong cái giá. Các bác chờ em một chút ạ. Đây. Loa bát là 3639 các bác nhá, 3639. Và các bác thân mến, trong tất cả những đôi loa những ngày vừa qua em bán và cung cấp 3 đôi trên thị trường rồi, thì em đều thay cho các bác cái rắc này để tránh cái hiện tượng mà nó bị kẹt. Đấy. Còn cái rắc này nó không ảnh hưởng đến chất âm các bác nhá. Nó kẹt đấy các bác. Đấy, các bác thấy không? Đấy, cái rắc đây. Không kẹt nhưng mà có nghĩa nó hơi cứng. Cái rắc này thì nó không còn nò xo. Thì trong tất cả những đôi vừa rồi em bán và em đều thay cho các bác cái rắc này. Để như thế này thì nó không được yên tâm, đúng không ạ? Thay đi cho nó yên tâm hơn các bác sử dụng. Thùng vách đằng sau đẹp các bác nhá. Thùng vách đằng sau đẹp. Đó. Một đôi loa giá hoàn toàn là chất lượng. Và xong clip này thì em không xin phép là sẽ làm một video tiếp theo. Đó là bán giá rẻ cho đôi loa JBL 725 hàng loại 1 của Trung Quốc, thùng gỗ sơn sạt cát, sử dụng 2 bát 40, một tép kèn titan. Đôi loa này có lỗi khi vận chuyển, các bác lưu ý. Đây ạ. Có lỗi khi vận chuyển. Nó bị xước một chút vỏ ở đây. Các bác lưu ý nhá. Thì em đã trừ tiền ở bên nhà phân phối và trừ tiền bên nhà vận chuyển. Thì một lát nữa em sẽ đăng video để bán đôi loa này với giá dự kiến khoảng 15 triệu đồng. Các bác thấy hợp lý thì các bác mua. Và cảm thấy vừa tầm tiền, các bác sẽ mua ủng hộ cho em các bác nhá. Đấy. Và đôi loa này, chốt lại với toàn thể các bác, một đôi loa hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Mỹ, do Mỹ sản xuất, với giá 24 triệu. Đôi loa sử dụng 2 bát 40, dòng bát thật, không phải bát giả. Và một tép kèn titan, loa bát chép phân tần, bảo hành zin nguyên bản, tuyệt đối 100%. Và các bác có nhu cầu muốn mua thì sẽ gọi điện trực tiếp cho em qua các số máy 0365 888 988, 0368891555. Và em xin được gửi lời chào tất cả các bác ạ.